À, rồi bây giờ Nhật Tây sẽ hướng dẫn các hàng sử dụng ha, à, dòng sản phẩm NT1504. Rồi, à, bây giờ nè, à, khi sử dụng đó thì à, bật tắt á, thì à, chú chỉ việc là chú hạ hết mấy cái kênh này cái đã ha, hạ mấy cái này đi, rồi chú để nguyên như vậy, cứ hạ cái này thôi, bấm cái nút này là tự tắt, nó tự tắt hết ha, đây đó, à, nó tự tắt hết tất cả các thiết bị, ha không, chỉ cần bấm một nút thôi, không cần biết gì hết. Rồi, đây là con đã tắt rồi, bây giờ mình muốn mở thì chú cứ để nguyên vậy, cái chú cắm điện vô cái chú mở đó, bấm nút này tự lên ha, đó. Rồi nó lên rồi á thì mình sẽ bắt đầu kết nối với Bluetooth nè. Thì kết nối ở đây á thì nó sẽ con đang kết nối với cái máy tính của con thì nó sẽ vào đó luôn. Nhưng cái này thì chú cứ mở điện thoại ra, chú dò Bluetooth thì chú có thấy thiết bị có tên là DAC5S, cái tên này nè ha. Cái chú bấm vô cái tên đó là chú kết nối. Sau khi kết nối thành công, cái lúc nào để kết nối? Ở đây nè, ở đây chú xem nè, cái đèn ở đây là nó là đèn BT. Tức là bây giờ nếu là mà Bluetooth là chú sẽ bấm ở đây ha, bấm lên cái nút này cho nó nháy lên đèn này. Ha, bấm cái nút này thì nó sẽ nháy lên cái đèn đó. Rồi sau khi nó nháy lên cái đèn đó rồi đó thì chú mới mở điện thoại ra chú dò. Ha, còn nếu như mà chú dùng TV thì TV của mình có Bluetooth không? TV có thì cũng cứ dò bình thường thôi ha. Thì đó. Rồi, dò xong thì nó sẽ có nhạc rồi. Chú mình bấm làm sao cho nó cái đèn này nó sáng là Bluetooth. Thì thường thì nó đã màu xanh dương này rồi, cứ xanh dương là Bluetooth. Bluetooth rồi. À dạ. Rồi sau khi mà mình kết nối Bluetooth xong á thì chú mới bắt đầu chú lên này. Chú lên nhỏ nhỏ trước ha. Nhưng khi sử dụng thì chú phải vặn hết cỡ. Ha. Chú nhớ vặn giùm con hết cỡ tất cả 4 kênh này lên để chú dùng. Đó. Rồi, sau khi mình căn chỉnh rồi đó thì ở đây nè, có cái điểm này nó quan trọng nhất là cái phần chọn các chế độ này thì ở trên remote á chú. À, những cái chế độ đó thì chú thì con lấy cái remote của thầy. Cái remote này nè là chú tuyệt đối không bấm vô mấy cái nút này 1 2 3 4 ha. À, nếu như có lỡ ấn lộn thì remote này chỉ nói chung là có thì mình chỉ gọi là tăng lớn nhỏ nhạc là dùng này thôi nha. À, thì chú để ý giùm con nè là khi mình dùng cái chế độ ở đây á thì mình sẽ gọi như thế này, thì con quay cho chú dễ. Rồi ở đây gọi nè, thường ví dụ như ai đó lỡ như ấn vô những chế độ này đi nha, nè ấn vô chế độ này đi là nó sẽ không về chế độ của con chỉnh mà nó về chế độ mặc định của nhà sản xuất ha. Khi đó ai đó mà lỡ ấn lộn vô tự nhiên mic nó hú lên là biết à ha. À, thì nói chung cái này chỉ chú nên cầm thôi, đừng để ai cầm hết. Ví dụ như ai muốn lớn nhạc gì đó chú cầm rồi chú, nói chung chú cất đi, tại vì thật ra người ta không biết, người ta đụng vô cái người ta bấm lại mình không cho. À, còn cái nút này là cái nút của nhà sản xuất, người ta để mặc định. Thì chú ấn nè, là ấn thứ nhất nè, là chỉ quan tâm ở trên cái remote này là nút music cộng trừ là lớn nhỏ nhạc. Và mic cộng mic trừ là lớn nhỏ mic. Còn effect này chú không cần bấm tới ha. Effect này thì lưu ý bên này là cộng, bên này mới là trừ nha. À, nhưng mà chú chỉ cần quan tâm là hai nút ở dưới đây thôi ha. Lớn nhỏ nhạc, rồi nhạc xong, lớn nhỏ mic, thấy không? Rồi ok, sau khi chú tăng chỉnh âm lượng nó hài hòa rồi thì chú dùng karaoke thôi đó. À, thì ở đây nè, giả sử như ai đó có lỡ ấn lộn vô chế độ này thì chú sẽ gọi như sau. Ở đây con có cài đặt mật khẩu khóa rồi, chú thao tác nè, để ý nè, bấm nè, một, à đây không cần khóa. À, tí nữa con sẽ lên máy tính con khóa lại ha. Khóa lại đi chứ mất công. Bấm tùm lum tà la. À, chú sẽ nhấn như vậy nè, 1 2 3 4. Tức là ấn như vậy xong á, tí nữa khóa thì nó mới tác dụng. 1 2 3 4. Rồi bắt đầu chú sẽ bấm chữ record 1 2 3 4 nè. Cái này đó, chú bấm cái này. Bấm cái này nha. Thì nó sẽ bắt đầu gọi bấm 1 2 3 4 này rồi bấm cái này. Nè, cứ làm theo như con nè. Bấm nè, 1 2 3 4. Nhấn cái này. Rồi nhấn thêm cái này cái nữa. À, nó bắt đầu sẽ chọn chế độ ha, nó hỏi mình chọn chế độ nào thì chú quay về giùm con cái chế độ số 1 là ngoài trời nè, thấy không? Chú quay cái cần này ha, con thao tác lại, bấm 1 2 3 4, ấn cái này. Rồi ấn cái này cái nữa. À, cứ theo thứ tự vậy là được. Chú sẽ quay về cái số 1 là ngoài trời. Đây is bass là những cái chế độ con đã cài cho chú, nhiều bass ít hú ha. Đó là chú sẽ dùng 1 2 3 4 thôi. Nè, 1 2 3 4, rồi vậy thôi. À, thường thì mình sẽ dùng ở chế độ số 1 là chuẩn nhất ha. Đó thì sau khi chọn chế độ xong chú bấm giùm con đây cái nữa,
bấm vô cái chữ này cái nữa. À, bấm vô đây. Rồi, nó hỏi là muốn gọi hay không thì mình sẽ bấm Z ở dưới ha. Đó, như vậy là nó sẽ về cái chế độ mà con đã cài cho chú nha. À, từ đó thì mình chọn đúng chế độ thì mình bắt đầu mình lên cái này, mình cứ lên lớn nhỏ nhạc là mình hát bình thường thôi. Nếu giả sử như ai có bấm lộn thì mình biết cách mình ấn lại ha. À, rồi. À, còn ở từ xa thì mình có thể là tăng chỉnh âm lượng lớn nhỏ thôi nha. À, cứ dùng remote thì còn lại con muốn an toàn hơn thì thôi cứ cất cái remote. Cứ cất cái remote đi. Rồi mình lại đây mình chỉnh ở trên đây thì thay nó là thông thường ở trên remote nó có cái gì thì mình chỉ chỉnh hai nút này thôi. Nhạc nè, nó ghi chữ music. À, thấy không? Đây là nó ghi chữ mic. Thì ở đây thì chú chỉ quan tâm tới chú tăng chỉnh nhạc này. À, khi chú chỉnh thì chú lưu ý nè, cái micro á thì thường á chú cứ để cho em con á cái mic ở đằng xa đi, đừng có đem cái mic lại gần đây, nó hú với lại nó ù nha. Nó gần cái nguồn phát quá là nó sẽ bị. Nên là chú để cái mic ở ngoài đó, chẳng hạn như vậy. Chú nhớ giùm con nè, khi nãy con hát á thì con để nhạc khoảng tầm 50 trở lại thôi ha. 50 trở lại là lớn lắm rồi. Đó, còn sung sung hơn tí nữa thì 55. Nói chung là cứ 60 trở lại là được ha. Rồi, mình để ở cái nấc này. Và cái micro đó thường á thì mình căng lên khoảng 40 hoặc là thường là 35 thôi. Nhưng mà ai yếu quá thì lên 40, còn ai yếu ơi là yếu thì mới tăng lên cao như vậy. À, tăng lên cao đồng nghĩa với việc là nó sẽ dễ hú, bởi vì nó hút âm thanh của cái loa này, nó truyền vào trong cái mic, cái mic nó phát lại nữa là nó sẽ hú. Thì chú lưu ý giùm con là cái chỗ đó. Rồi, đó là về cái cách mà mình căn chỉnh ở trên đây. Thì sau khi nhạc 50, mic 40 là con thấy hát vừa rồi ha. Rồi, ở đây thì những cái nút này nó cũng chú cũng phải biết một cái chút xíu là tất cả các đèn này nó phải luôn luôn sáng hết. Nếu như ấn cho nó tối thì bấm cho nó sáng lại ha. Đó. Rồi ấn cho nó sáng xong thì chú sẽ biết những cái chức năng của này. Low mid là cái. Low mid là đây thằng mình đây. Đây đồ này. Nè, chú để ý nè. Low mid là tiếng bass. Chú muốn bass nhiều thì chú có thể tăng lên. Đó, thấy không? Bass nó thay đổi nè, giảm nè. Đó. Thì thường là để ở giữa nhưng mà chú muốn căn chỉnh nó thì chú có thể tăng được. Low mid là chú tăng lên miếng bass cho nó dày cái tiếng lên. Này. Thấy không? High mid là treble. Đó, nó sẽ sáng tiếng ra ha. Những cái này thì con cài đặt ở giữa rồi, nhưng chú muốn tăng chỉnh âm lượng gì đó theo cái sở thích của mình, mà ai nó mà muốn bass nhiều muốn chép lên miếng đi, bass đây, chép đây. Còn hai nút này thì chú để ở giữa nè. Chú nút này chú đừng có vặn lên. Chú vặn vừa ở giữa thôi. À, con có quay phim lại. Quay phim lại để cho chú nhớ chứ con nói thật sự là kể cả con trong nghề đây mà con nói cho một người trong nghề cũng không bao giờ nó hiểu được, không có nhớ được. Nên là con mới kỹ, con mới quay lại đây nè. Đó, quay lại cứ xem đi xem lại sẽ nhớ à. Ha. Rồi, là cái này là low mid là bass, high mid là treble, thì bên này chỉnh sao bên đây chỉnh vậy. Ha. À rồi, đó là hai mic kia đó. Đúng rồi, còn hai cái cần này thì mình không dùng tới thì mình cứ để ở giữa ha. Rồi. À, còn có một cái phần gọi là phần micro. Cái micro này á nếu nó đúng số thì nó mới có tiếng, thì chắc chắn là cái cây mic ở trong đây á là 683750 thì cái cây mic. Rồi. Đây. Chị cầm chị quay giùm em chút xíu. Rồi, chị quay giùm em rồi. Chị cứ cầm chị qua đây nè, chú qua đây đi. Để chị qua đây đi. Rồi chị cứ cầm lên đây này cho em mất công. Rồi. Nè, chú để ý nè. Bây giờ nè, tức là cái mic này nó trùng vậy này. Cái mic này nè, trên này nó có số. Đó, cái số mic này đúng không? Nó trùng với lại cái mic này thì nó mới có tiếng. Mà giả sử như mà ai đó mà bấm lộn đi, con giả sử nè. Bấm cái nó mất tiêu. Chắc chắn là không có tiếng được nữa. Tại vì nó không có đúng số nè, một cái 683 ha, còn cái 684 thì làm sao mà đúng được. À, thì bây giờ mình dò lại nha chú bấm giùm con cái chữ set này ha. Chú đưa cái micro này lên con mắt IR. Bên này một cái, bên này một cái, thì mình dò bên nào thì mình bấm bên đó thôi. Bấm. À rồi, đưa cái con mắt này lại đây. Đưa ngay cái mặt led đó nó lên nè. Nó sẽ có tiếng trở lại. Đi không? Đó, thì như vậy là nó có tiếng trở lại thôi. Thì ai đó mà có bấm lộn á thì mình biết cái đường mình dò lại ha. Đó, thì con hướng dẫn chi tiết đầy đủ hết luôn cho chú đó. Rồi, đó là về cái micro. Còn bây giờ là một phần về cái hướng dẫn gọi là đặt vị trí loa. Thì như con nói với chú rồi đó, cái loa thì chú đặt ở đây đúng không? Chú đặt ở đây. Thì
chú đặt ở đây thì chú ngồi giống như cái góc mà hồi nãy mình nhậu vậy đó. Còn cái tivi thì mình đặt ở đây. Đó. Tivi thì mình đặt ở hướng bên đó, rồi bắt đầu mình nhìn vô trong đó mình hát. Ha. Thì mình nên đặt như vậy nó mới đúng được, chứ chú đừng có ngồi trực diện. Ha. Muốn hát hay, muốn hát nhẹ thì nên đặt như vậy. Đúng như cái nguyên tắc của sân khấu. Người ta đặt cái hai loa hai bên và ca sĩ đứng ở giữa. Tất cả đều tránh cái hướng đường đi của âm thanh hết. Đúng rồi. Đó, thì làm sao để cho nó không có lọt cái âm thanh của nhạc trong vào trong mic là được à. Đó, thì cái đó là một cái phần quan trọng. Còn khi hát karaoke thì chú nhớ dùm con một điều như thế này. Là mình hát thì mình mở nhạc đủ để nghe là hay. Nếu mình mở lớn thì hàng xóm người ta nghe là chủ yếu, chứ mình không nghe bao nhiêu hết. Mà mình cảm thấy nhức đầu luôn á. Đó, thì ở đây đó thì lưu ý cái điểm đó. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là cứ mở lớn lên đi, mở lớn lên đi. Thật ra đó là chú cứ thử đi, một người đứng bên đó hát và chú ra ngay chỗ trước đường. Trước đường chú đứng ngay chỗ đó, chú nghe nó rất là lớn luôn. Nên thành thử ra là mình cứ đặt như vậy và mình sử dụng karaoke thì mình mở nhạc đủ để nghe nè, mic đủ lớn để hát, và khi hát đưa sát micro vào càng sát càng tốt. Cứ càng sát mic thì âm thanh nó bắt càng lớn và cái mic nó sẽ gọi là đỡ hú. Nếu mà mình đưa xa quá thì cái micro nó sẽ bị gọi là gì, nó nhận âm thanh của cái loa vào là chủ yếu, chứ làm sao mà cái giọng hát của mình nó lớn hơn nhạc được ha. Thì mình để gần vào thì nó mới nghe được cái miệng của mình hát ra từ gì thì nó sẽ nhận lại cái từ đó. Đó rồi. Đó là những cái hướng dẫn như vậy là cũng đầy đủ hết rồi. Thì con sẽ có gửi lại cho chú thêm những cái phần tham khảo chuyên sâu hơn về từng cái này ha. Còn lại thì con nghĩ thì chú cũng đã biết hết rồi. Ở đây thì chú đang thắc mắc cái vấn đề gì chú có thể hỏi con luôn. Có cái gì chưa hiểu không? Bây giờ cài đặt sẵn rồi. Cái này là chưa nhớ nè. Bây giờ anh cài đặt sẵn cái máy này hết rồi. Rồi con là con quay lại hết rồi. Con sẽ gửi cho chú thôi ha. Chứ nó cũng cái fix mà cái đèn này mình cái đèn đây ra đây là đây, con hướng dẫn cho cái đèn ở đây thì chú thấy nè, cái đèn này đèn nhỏ nhất à, cái dây nhỏ nhất nè, nó vậy thôi đó. Rồi như vậy là xong, chứ không cần phải làm gì nữa. Rồi thì cái mai chú muốn dùng thì chú biết cái dây này là dây đèn đó, thì chú im lại thôi. Một cái dây nhỏ cắm đó đâu, cắm đâu đây? Cắm đâu cũng được hết, chỗ nào có điện. Dạ. Cái này gì? Dạ đúng rồi, ở trong đó nó có cái lỗ thấy không? Lỗ nào cũng được. Nè. Ở đằng trước này, lưu ý giùm con nè, đằng trước là lỗ này luôn luôn có điện ha. Tức là khi cắm điện vào chỗ này là nó sẽ có. Thì muốn cắm sạc hay là muốn cắm gì đó thì cũng có thể cắm ở đây. Nhưng đừng có chọt tay vô. Chọt tay vô nữa là chết con á, không chết chú mà chết con. À rồi. Đây thì có cái nguồn sạc điện thoại đây đầy đủ hết nè. Rồi dùng xong thì cứ hạ xuống hết rồi bắt đầu tắt. Đó. Vậy thì nó sẽ tự động tắt hết cho chú thôi. À, sau khi nó tắt hết rồi chú rút công tắc. Rồi chú rút cái nguồn điện này ra là xong. Rồi thì vừa rồi Nhật Tây cũng đã hướng dẫn khách hàng sử dụng nha quý vị ha. Thì Nhật Tây cũng xin được tạm ngừng video này tại đây để tiến hành trở về nhà ngủ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo nha. Bye bye.